Có ớt các bạn, cho ớt thấy không? Thì chị lấy nhiêu đó cho em đi rồi bỏ bịch hai em nha. Phải ăn không con? Phải ăn không? Con ăn một cây nha. Lạc sữa nha. Của hết nha ha. Của rồi qua đây coi này. Rồi qua đây mua nước mực của gì nè, mua đại đi. Đó, phải ăn con gì chỉ ba nha. Rồi biết rồi đây phở ơi, con đang gì phở. Đây. Tàu coi coi hào vậy đó, mua hay là ốc hương vậy ba? Để con đâu đâu okay. Rồi rồi biết rồi. Đâu rồi biết rồi, mình sẽ mua. Nửa cái ốc luôn nha. Chị lấy nhiêu đó cho em đi rồi bỏ bịch hai em nha. Bye-bye.
đã mua hải sản xong rồi nghe, bây giờ đi về phòng chế biến hải sản nè các bạn ơi. Đây, hai mẹ con Linh đã đi chợ mua hải sản xong rồi nha, bây giờ đi về phòng thôi. Đây là chợ xâm lưới nha các bạn ơi, chợ xâm lưới nằm ở bãi sau biển Vũng Tàu nha. Dạ, chào bác. Cái này đi vô đi theo. Dạ. Đây là con còn. Thang nha, thang nha, thang nha. Rồi, con bưng, bây giờ con bưng cái sọt huyết hay là móc gương gì trước đi. Mỗi thứ một chén này đúng không? Ít ít nổi chén, ít ít thôi không? Đấy nè bà. Có ớt các bạn, cái ớt thấy không? Nói em kìa. Em với bà kìa. Hai chị em xin đôi đi tắm biển. Cục ly đâu rồi, cục ly phở của mẹ đâu rồi? Đây, Linh đã có mặt tại biển Vũng Tàu rồi nha các bạn ơi. Bây giờ mình đi xuống tắm biển thôi nha. Đi con. Đây, tới biển rồi. Hừng vỡ kìa. Wow. Điều này. Sống lớn cái gì vậy? Ha ha ha!
hai vợ hai vợ hai vợ có mẹ với hai vợ với đi có ba hả có cần gì mà nhập cá không ạ.
đây bây giờ nước biển đã rút xuống rồi nè các bạn ơi. Anh ơi, con kêu con bắt cộng lại, bắt cộng nè. Thấy con trẻ chàng anh kìa, kêu lại đây bắt cộng đi, lại đây. Nhà bắt con còng á, mấy không phải con còng mà con giả chàng. Nãy giờ lên tắm biển, bây giờ đi lên các bạn ơi. Nè, bây giờ biển nước cũng cạn bớt rồi nè các bạn. Đó, thủy triều đang xuống nha, nước biển đang cạn dần rồi. Chỗ này nãy lên ngồi nó cũng sâu lắm, bây giờ nó cạn nè. Quá trời con người ta luôn các bạn ơi, quá trời đông luôn nha. Đi vô thôi. Có. Nóng nóng này mẹ ấy. Đậu hũ nha, đậu hũ chân trâu nóng rồi bố Thiên. Nóng bố Thiên. Đây bé Phở ăn đậu hũ nóng nha chú ơi. Đây bánh tráng nướng nha. Phải ăn không con? Ba ăn không? Con ăn một cái nha. Lạc xưởng nha. Của nó nha ha, của.